Đây nè. Kéo nè. Kéo ơi. Kéo sợi dây hết sức kéo cần. Đó, đó, kéo cần đó mọi người. Kéo nhẹ nhẹ thôi trời. Đó, đó, đó. Đó, đó. Phải không? Ui, con cá chạch. Cá chạch khủng lồ mọi người. Nè. Trời ơi. Ôi sao nước cạn mà cá ghê ta. Má nước này chút xíu mà cá trội mọi người. Nè. Có cái ấy người ta đặt nè. Đó. Nè, mà mình cắm lên cá chạch nè. Trời ơi. Ôi nước phê. Rút cần. Rút cần. Ngày siêu. Siêu siêu siêu. Rồi hôm nay mình xin chào cả mọi người nha. Hôm nay mình tiếp tục đi câu cá nè mọi người. Xanh hàng nữa nha mọi người. Bây giờ mình mới xuống một cây đó. Hôm nay mình xanh hàng nè. Khu vực gần mọi người rừng rú không á. Tí nữa mình quay cái đường mình đi lên đi xuống cho mọi người coi. Đây nè. Ủng hộ nha mọi người. Mình câu đây là toàn bằng trùng hộ không á. Nè, con trùng nè mọi người. Nhìn thấy ngon không? Sướng không? Đó, này con cá nhìn là quất liền nha mọi người. Trùng hộ to cho bá luôn, to bánh tay mình đó mọi người. Đó, móc rồi nè. Hôm nay mình chia sẻ mọi người luôn nha. Móc cách trùng móc như ở trên mình câu cá đây nha mọi người. Đó, mình xuống mới xuống một cây đó. Ở đây là địa điểm này là săn cá khủng là hơi bị lý tưởng nha mọi người. Ngay dòng thác luôn đó mọi người, thấy bờ không? Bờ mà toàn đá không á, ngay dòng thác luôn nha. Đây. Ở đây á mọi người, mình chơi chì á. Mình chơi chì, mình chơi đá vậy nha. Đá to như vậy nè. Đó. Để mình đánh xuống á, nước dòng nước chảy á mọi người. Đó, nó chạy. Đó, mình đánh một cục đá. Nó dài dài lắm nha mọi người. Cái thẻo câu này có khoảng 35-40 phân á. Đó, rồi tới thẻo đá nè. Mình làm thẻo đá dài hơn thẻo câu nha mọi người. Tới lúc đá xuống á. Đá xuống nó chạm đáy ở đây là cái thẻo câu này của mình nó sẽ trôi lơ lửng. Vài con cá nó thấy nó sẽ dễ táp hơn nha mọi người. Đó, rồi giờ mình cũng rồi tay chân để mình thả câu, mình quăng câu á nha. Trên kia cũng có một cao thủ nữa nha mọi người. Mọi người ngóc trên á. Ở đây cái hẻo câu trực tiếp luôn đây mọi người. Đó. Hai cái hẻo câu với hẻo đá nó như vậy nha mọi người. Đây nè. Mình xuống cái góc này mình thánh nè, mình quay qua cho mọi người coi nè. Ồ, mình xuống góc này đánh nè. Đó mọi người, coi mình đánh câu nha mọi người.
Rồi. Mình vừa đánh câu xong nha mọi người. Đó. Câu mình để đó đó. Đó. Đây cây nha mọi người. Mình quay từ từ nha. Đây. Đánh khúc xong nè mọi người. Khúc xong khu mình câu nha. Ừ. Bên kia đó đồi núi rừng rú đó mọi người. Bên kia kia gọi là lâm trường nha mọi người. Đây. Đó, đây một cây câu của mình nữa nè mọi người. Đó. Đó, sẽ có dịp mình sẽ lên cái họng thác đó nha mọi người. Họng thác đó. Là đây là họng thác đầu thác thượng của mình nha mọi người. Đó nằm đó đó. À, mọi người coi là mình xuống ngay khu này là đúng là rừng luôn nha mọi người. Đó. Mọi thấy rõ không? Đó. Đây là cái con đường xuống của mình nè. Đó, con đường đi xuống, đi lên đi xuống của mình đó. Mọi người thấy làm gì thấy đường này đúng không mọi người? Đó, là xung quanh nè. Xung quanh cạnh nè. Đấy, đây có cây khá bự luôn nè mọi người. Đó, rồi mình tạm ngừng video cái tí nữa, có gì có cá ăn câu với mình quay tiếp mọi người coi nha. Úi, má cá trình trình bá lửa nè. Má con 2 ký mấy á hả? 2 ký mấy á, 3 ký có á. Sướng quá đồ, má đồ, cá nhìn. Ừ. Thiệt mà. Má rung tay luôn á. Hả? Ô, má đã quá. Lên rồi, lên bờ rồi. Rồi mọi người. Tối nay mình đi cắm câu nha mọi người. Hồi chiều thì đi đi câu đó thì ông anh câu được hàng khủng nha mọi người, chứ không phải mình câu được. Người ta quay, mình quay tí cái thấy ống buồn buồn nên thôi không quay nữa. Bây giờ mình tối mình đi câu cắm câu, hồi sáng đi câu móm mọi người, móm khá là buồn nha. Giờ đi tới đây nè, mới bắt đầu đi thăm câu nha mọi người. Đó. Giờ đi tới đây thấy con cá, có cá dính nè. Con cá chèn khổng lồ luôn nha mọi người. Kéo cần. Con cá này chắc mệt rồi, chắc chín lâu rồi. Đó. Đó, 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 mọi người thấy không? Nó kéo đó. Cá chèn khổng lồ luôn nha mọi người, bự. Đó. Đó, khổng lồ. Đây nè. Ui. Con này thì chắc hết sảy rồi. Đây. 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 Siêu tháo, siêu tháo mắc mồi nó luôn đi, cậu quay cho. Bỏ vô cái lưới đó. Nó tháo đàng hoàng vừa vừa thôi nó chết. Cá này dễ chết nha mọi người. Móc vô lưỡi luôn rồi nè. Ừ. Cái này chèn bồ này khá là to nha mọi người. Rồi bỏ vô lưới. Nó xì nổ rồi, hơi xuôi, hơi sống rồi. Không, chắc không sao đâu. Rồi dục cái miếng nó ra đi. Dục miếng nó ra. Có mất công nó ăn, nó nhấp nhấp. Đây mình lại quay lại cái địa điểm huyền thoại nha mọi người. Bữa giờ mình cắm cá được toàn ở đây không ạ? Rồi, bỏ nó vô giỏ đi. Con cá này, cá chèn nè mọi người. Cá chèn, đó. To nha. To chứ không phải nhỏ nha mọi người. Ba ngón tay á. Một con đầu tiên. Đây mọi người. Đây này, tới cây thứ hai này, kéo này. Đó, đó mọi người thấy không? Đó, đó. Chéo xéo bên này thấy được ha. Đó. Đó, đó.
cá dính nha mọi người. Cái này chắc mới dính còn đó. Khỏe. Con này chắc mới dính chắc còn khỏe. Đó, đó. Nè. Đó. Ôi kéo cảm giác phê thì chứ. Nè. Đó, coi nè. Phê lắm mọi người ơi. Kéo cảm giác đá dở lắm. Đó, đó, đó. Rồi. Rồi. Thấy chưa? Cầm đàn hồ vừa vừa có tiền lắc. Ồ, cá thèn nữa mọi người, cá thèn, thèn. Săn cá thèn nha. Thêm con cá thèn nữa. Ồ, cá thèn kéo khỏe ghê luôn. Nè, thèn nhỏ mọi người kéo khỏe khủng khiếp, nhỏ hơn con lại. Đây mọi người, dính thêm con nữa nha mọi người. Dính thêm con nữa. Cái này cá chèn cũng bự lắm mọi người. Mà nó không giấy bằng con kia mọi người. Mắc vô cây. Ừ, mắc vô cây. Siêu cầm quay đâu mọi người. Thêm một con cá chèn. Cá chèn không nha mọi người. Ôi con này mắc kèo kì á. Con này bơi ngang qua. Bơi ngoài dính đâu. Mang ngang qua móc mồm. Đây này mọi người. Mọi người coi đây cái ấy người ta đặt cá đó nha mọi người. Đó mà mình cắm đó ngoài đó một cây đó. Đây một cây nè. Đây ù thấy nó có con gì ấy mọi người. Như rắn vậy mọi người. Ở đây này. Nè. Ù con cá, con cá. Ù con cá chặt, cá chặt khổng lồ mọi người. Trời ơi. Ôi sao nước cạn mà cá ghê ta. Má nước này chút xíu mà cá rồi trời mọi người. Nè. Có cái ấy người ta đặt nè. Đó. Nè, mà mình cắm được cá thật nè. Trời ơi. Ôi nó phê. Rút cần, rút cần. Này siêu, siêu siêu siêu. Trời ơi. Con cá thật nè mọi người ơi. Ừ. Ây ô. Đó, ai giật nè. Nghe phụp phụp bên đó. Ờ. Ừ. Cái cần bên này cũng có gì nè mọi người ơi. Để tí gỡ xong cần này coi. Ừ. Nè, con cá thật nè. Trời ô. Má đèn trói quá. Ừ. Rồi, nó vậy còn đỡ đó. Thấy không? Thấy ha. Trời ơi, con cá thật. Da. Ôi con cá nè. To, nuốt luôn lưỡi nha. Ồ. Đó. Thấy không? Thấy rồi. Thấy, thấy, thấy. Ồ, con cá. Ê. Để hợp lý à. Ôi dồi, nó vô ngay cái con dao luôn. Chưa chết được. Đây. Đây. Quay nó luôn. Ồ. Coi nó là con gì. Coi coi nó là con gì nha mọi người. Thấy nó quấy đùng 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 luôn mọi người ơi. Ừ, cái con gì ha. Ừ. Bập 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 bập. Cái ấy cá ra để cho bá luôn. Đây, to dở lắm. Để kìm. Để kiếm chỗ đứng đó. Mắc cây nữa. Cái ngắt. Ờ nó bị con gì đớp nè. Rồi. Hả? Vũ răng con gì đớp nó nè. Vũ răng hả? Ừ. Đớp rồi luôn nè. Chết cứ ngắt luôn à. Chưa có chết. Chưa chết mà bị con gì đớp mọi người ơi. Người chắc ăn lóc thôi. Người phải phải quá. Rồi từ từ. Giờ tắt ha. Rồi cái tầng này nó
cho mình dính đó mọi người. Sậy ha, chân lôi đi, lôi nhẹ nhẹ ha. Bật vậy mình nhẹ nhẹ. Từ cây này bấm quay qua cây kia luôn. Rồi quay. Có hàng rồi mọi người. Đây còn cá ấy không ta? Cái chàng à. Không mọi người. Hôm nay chuyên săn cá chàng à. Ừ. Cái này tối quá nè. Được trời đó. Cái cũng nhỏ không có to chứ. Ừ. Mắt mồi cái quay luôn đi, dính đang dính sướng lắm nha mọi người. Tục luôn. Dính sướng không ngừng luôn. Cái vừa rồi tưởng nó dính luôn mà nó xảy mọi người. Cá kéo đi. Kéo cái mở điện thoại lên nó in ru luôn. Cái nó tiêu. Nó biết rồi. Có nó sao này? Ừ, có này. Có là quấn vô cây rồi mọi người. Đó, ui dồi, cá chàng nữa. Hôm nay chuyên câu cá chàng. À. Chuyên liên tục nha mọi người. Dạ. Yeah. Thấy cá lóc vậy ha. Được mỗi con chặt rồi. Mới được có mỗi con chặt to thôi nha mọi người. Như toàn cá chàng không? Liên tục luôn mọi người, sướng không? Mình xưa rồi chứ không có tính dài quá. Bấm. Rồi, cá lóc này. Rồi, ngay cây tiếp theo luôn mọi người ơi. Cây vừa kế đây luôn. Vừa xuống hay dính nguyên con lóc rồi. Ui. Cá lóc này khỏe. Mấy vừa kêu chưa dính con cá nào khác hết à. Cá lóc nha mọi người. Ôi. Rồi, đất mỏ luôn mọi người ơi. Rồi. Xong luôn. Trời ơi, đất mỏ luôn. Đất mỏ luôn. Ôi, tiếc ghê luôn. Lụng mỏ đó. Đúng rồi. Rồi, cái tiếp theo. Mới dính thêm hai con cá nữa nhỏ nhỏ nên mình không quay nha mọi người. Đây, dính con cá chèn nè. Chèn ha. Chèn con. Bằng con chèn hồi đầu tiên luôn đó mọi người. Ba ngón tay. Đó, ba con. Ba con dính này. Thêm dính con nhỏ nhỏ nên quay nha mọi người. Đó, hai con trong đấy. Ngón chốt con ấy. Nó bơi một tí, nó bơi một tí. Cái tiếp theo dính nữa nè, kế bên nữa nè. Kế bên luôn nha mọi người, dính thác lát nữa nè mọi người. Ôi dồi. Thảy nữa, còn lâu nha em. Ôi. Nhúng nữa, nhúng nữa. Đây, phần tiếp theo này. Dính thác lát nữa mọi người. Ơ, đúng cầu cái gì trời. ngầm chơi. Trời ơi, từ nãy giờ. Dạ. Bảy mấy con rồi nha mọi người. Dạ. 3-4 con lóc. Ờ. 3-4 con. Lóc là khủng lồ luôn. Đến cá này còn sậy nữa mọi người ơi. Ngon luôn. Không biết nói gì rồi. Không biết gì sao kỳ trời. Lưỡi câu không đủ bén. Tắm lâu quá rồi. Bén. Đây. Cái tiếp theo này. Đây mọi người. Con cá. Dính cá gì nè mọi người. Nó kéo.
hết hồn luôn. Cái gì đây? Ô, con cá phi. Nè mọi người coi nó kéo nha. Đây nè. Kéo nè. Kéo rồi. Kéo thì dai hết sức kéo cần. Đó, kéo cần đó mọi người. Chứ nhẹ nhẹ thôi trời. Đó. Phải không? Giác hơi bị sướng nha mọi người. Đây. Bữa to bữa khổng lồ. Đó, đèn mờ quá chẳng thấy đâu. Đây, đây. Tiếp tục dính con cái gì nữa mọi người, kéo đi đây luôn. Mập á. To bằng con cá, cá lóc nãy luôn mọi người. Nút lưỡi luôn. Nút lưỡi luôn. Mập ú luôn nè mọi người. Đúng chê đồng luôn á. Úi dù. Đây. Cá chàng nữa. Nó đêm nay dính khủng luôn mọi người. Báo cá. Tê tá luôn nha. Báo cá mọi người. Toàn cá chèn không. Đủ loại cá luôn chứ cá chèn gì. Cắt lát này kia đó. Mà chưa có cá chèn gì. Cá chê. Chưa có cá lóc thôi. Sậy hơi, sậy hơi. Nên cá chê vẫn nằm trong. Cá chê. Ngon. Dính liên tục luôn nha mọi người. Dính thêm con chèn nữa mọi người. Liên tục chiều mưa bay. Mọi người dính cá phê luôn nha mọi người. Dính cá tê tớ luôn đó. Nãy giờ vẫn chưa được cá lóc nào, toàn sải con. Sải con nó thôi luôn. Hết luôn. Đó nè. Bãi câu huyền thoại mê lên báo cá nha. Báo cá. Bãi câu lên bắt ổ cá. Rồi. Nè. Rồi. Bữa nay báo cá chèn mọi người, cá chèn không à. Lắm thì đâu mà lắm, cái chèn thiệt chứ. Đây, báo cái chèn luôn mọi người. Chèn này ngon ngon không mọi người. Này được không á, con này cũng đây. Đây tiếp theo này. Đây giờ rồi rồi cái chè. Dứt xuống, dứt xuống. Đây, ngon. Đây có kết quả nè mọi người. Có con cá lóc nè mọi người. Đó. Cá lóc nè. Bự cho bá luôn nha mọi người. Nó quấn. Nó quấn vô cây nè mọi người. Chỗ này hôm qua mình xảy cá lóc luôn đó mọi người, thấy không? Qua mình được cá phi bự á, cá lóc luôn nè.
con cổ tay nhá mọi người. Đó, hàng khủng này. Đó. Coi này. Đấy, này. Coi cái đầu cần câu của mình này. Đó, nó liệt xuống như vậy luôn nè mọi người. Đó, cá lóc đây nha. Đó. Sướng mọi người ơi, phê. Đó. Đây mọi người. Đây mình dính 3 con nha. Đây. Hai cá tiền, một con cá thác lác nè mọi người. Đó. Rồi mình xin tạm ngưng video đây luôn nha mọi người. Video mình khá là dài này. Xin tạm ngưng video đây luôn. Đó. Đây mọi người coi khung cảnh.